Tập 1. Năm 1941, tàu an ninh của Mỹ bị tàu ngầm của Đức công kích ở Ấn Độ Dương. Tiền giấy bán thành phẩm đang vận chuyển đến Trung Quốc, bị người Đức lấy được. Sau khi Bộ Tham mưu Nhật Bản biết được mọi chuyện, đã lập tức hạ lệnh Bộ Ngoại vụ thương lượng với nước Đức, âm thầm mua lại tiền giấy bán thành phẩm từ nước Đức và đem tiền giấy bán thành phẩm trở thành tiền thật, làm tiền Trung Quốc giả số lượng lớn. Được phát động là trận chiến tiền giả quy mô lớn, kế hoạch SAM. Trong chốc lát, Trung Quốc vốn đang bấp bênh trong trận chiến kinh tế, lại phải đối mặt với sự khủng hoảng, đối diện với tình thế nguy hiểm. Trung Quốc quyết định lập ra kế hoạch đánh tan âm mưu Nhật Bản. Một trận chiến kinh tế với mục tiêu phản kích ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Sao hả? Kế hoạch thành công chứ? Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tốt quá rồi. Một trong số những người được quân Nhật đặc phái thực hiện kế hoạch SAM, Suzuki đã bị xử lý. Tên Suzuki này vốn dự định sẽ đến Lương Khê. Nếu hắn tới Lương Khê, sẽ nhắm vào quân chúng ta, triển khai thực hiện một loạt hành động phá hoại. Tới chừng đó, người chịu khổ là bà con căn cứ địa của chúng ta. Nhưng mà tên Suzuki này chết rồi, bọn Nhật cũng sẽ không dễ gì từ bỏ. Tới chừng đó, nhất định sẽ phái thêm người tới. Hiện chúng ta chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian. Muốn lật đổ triệt để âm mưu của bọn Nhật, còn cần phải có kế hoạch lâu dài. Hồng Kông. Chiến dịch đảo A Đồ này không phải người Nhật thua rồi sao? Chuyện người Nhật cô cũng quản à? Chuyện phân phó cho cô đã xử lý xong chưa? Không chút sai sót. Một chữ cũng không hỏi được, còn làm chết người. Làm việc như cậu ở số 76, ăn một trận roi da còn nhẹ đấy.
Các anh lại. Tôi hỏi lại một lần nữa. Các anh lại. Đây là địa chỉ cá nhân. Nếu không có chuyện gì, mời các anh ra ngoài. Giáo sư Phạm, không cần phải như vậy. Mời ngồi. Tôi là Vạn Lý Nhai. Sớm đã muốn tới thăm hỏi. Một người học vấn uyên bác, xuất sắc hơn người như Phạm tiên sinh đây. Hôm nay cuối cùng cũng được như mong muốn. Vạn tiên sinh, tôi chỉ muốn biết các anh lại, tìm tôi có chuyện gì? Thời tiết ở Hồng Kông hôm nay đúng là nóng thiệt. Vào tháng này vẫn nên ở lại Thượng Hải thì dễ chịu hơn. Không biết Phạm tiên sinh có từng nghe tới số 76 đường Chesterfield không? Thủ lĩnh, trùng hợp vậy à? Người liên lạc đã mất tích 3 ngày. Nếu kẻ địch đến trước chúng ta, tìm được Phạm tiên sinh thì mọi thứ đã quá muộn. Nếu Vạn tiên sinh là người số 76 thì tôi xin nói thẳng, tìm tôi có chuyện gì? Sảng khoái. Lần này anh em tôi đến là phụng mệnh cấp trên, đưa Phạm tiên sinh về Nam Kinh. Cảm ơn ý tốt của Vạn tiên sinh. Xin lỗi, trước mắt tôi không có dự định này. Được. Về Nam Kinh hay không, lát rồi nói. Tôi chỉ hiếu kỳ, tiên sinh đang sống yên ổn ở Mỹ, sao tự nhiên lại về Hồng Kông trong lúc thời thế loạn lạc như vậy? Để làm cái gì? Tôi đến nghỉ dưỡng không được à? Nghỉ dưỡng hả? Lời nói dối quá vụng về. Phạm tiên sinh, trạm tiếp theo của anh là Trùng Khánh à? Anh bây giờ đang được mời làm giáo sư giảng viên của trường đại học Đức Mỹ. Đãi ngộ nồng hậu. Nhưng mà khoảng tháng trước, sau khi phát biểu diễn thuyết ở trường đại học Nam California, anh liền từ chức. Rồi sau đó anh biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của công chúng. Rồi một tuần sau đó, anh lên chuyến tàu tại Mỹ, ở O'Brien, đi qua nhiều nơi, mới đến Hồng Kông. Gì mà Hồng Kông Trùng Khánh chứ? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Có lẽ các anh có hiểu lầm. Phải, tôi đã từ chức. Nhưng mà tôi, Phạm Trạch Châu. Phạm tiên sinh, tôi mong anh đừng giấu giếm tôi. Người sắp xếp hành trình cho anh là quân thống, đúng chứ? Tất cả chuyện này chúng tôi đều đã điều tra rõ ngọn ngành. Cho nên tôi khuyên anh, biết gì thì nói hết cho tôi biết. Đừng khiến tôi khó xử. Anh biết người khiến tôi khó xử sẽ có kết cục như thế nào không? Tổ trưởng, có gì đó không đúng. Người ra ám hiệu không phải người chúng ta. Có khi nào xảy ra chuyện? Xử lý kẻ ám hiệu trước. Vạn tiên sinh, lời anh nói khiến tôi nhớ tới một định lý của kinh tế học chúng tôi. Định lý MM. Nói đơn giản là, trong một điều kiện nhất định thì vốn và lãi dường như giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, hai khoản đó khác nhau hoàn toàn. Tôi có thể thấy anh không hiểu. Vì chúng ta không cùng một loại người, cho nên tôi không hiểu anh vừa nói gì. Phạm tiên sinh, anh đừng diễn kịch nữa. Tôi cũng không muốn nghe lý luận kinh tế học gì đó. Nói thật với anh, người liên lạc mà quân thống phái tới Hồng Kông đã bị chúng tôi bắt giữ. Cho nên anh hãy nói cho chúng tôi biết, đám quân thống liên hệ với anh rốt cuộc về chuyện gì. Vạn tiên sinh, trước tiên tôi không biết người liên lạc mà anh nói là gì. Hơn nữa tôi cũng không hiểu người liên lạc này có liên quan gì tới tôi. Nếu các anh đã bắt được anh ta thì hỏi anh ta là được.
hà tất gì phải làm khó tôi? Phạm tiên sinh, giờ không phải lúc khua môi múa mép. Quá cố chấp thì chẳng ai có lợi hết. Tiên sinh, về thủ đoạn của số 76 chúng tôi, anh chắc đã nghe qua. Tôi đương nhiên nghe qua. Ám sát thực hình, bán quốc cầu dinh, uông tinh vệ của tổng bộ đặc công Thượng Hải, việc xấu của hắn ai ai cũng biết. Nhưng mà mỗi người Trung Quốc đều có khí phách, đều không sợ bị hắn đe dọa, càng không hợp tác cùng các anh. Được, nếu anh đã không muốn làm người của chủ tịch Uông thì anh đừng làm người nữa. Cần gì căng thẳng như vậy? Chết không đáng tiếc. Tôi có lời còn chưa nói xong. Thời kỳ đầu nhà Thanh, cha tôi từng đi du học phương Tây, học về chiến lược, vì một đất nước cường thịnh. Sau khi về nước, ông ấy dốc sức cho thủy quân Bắc Dương. Nhưng mà không ngờ, trận Giáp Ngọ, thủy quân Bắc Dương tổn thất nghiêm trọng. Cha tôi vừa căm phẫn vừa thương tâm, rời khỏi quân đội. Ông ấy về quê, chết trong quốc ức. Trước khi chết, ông ấy nói cho tôi biết, quốc cường thì giặc qua không dám gây họa. Những năm này, Phạm Mỗ không dám quên lời giáo huấn trước khi mất của cha. Nghiên cứu kinh tế chỉ vì mong muốn dân giàu nước mạnh, quốc sự gian nan. Phạm Mỗ đương nhiên phải cùng hàng triệu đồng bào vượt qua khó khăn. Có thể chết vì tổ quốc cũng là một cái chết thỏa mãn. Tôi may mắn có thể trở thành một chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chết không hối tiếc. Phạm tiên sinh, thật hiên ngang lẫm liệt. Muốn chọc tức tôi à? Muốn chết à? Đâu có dễ dàng như vậy. Tôi phải đưa anh về, mời anh tới Thượng Hải, mời anh tới số 76. Tôi không tin, không cậy được cái miệng của anh. Dân Thiệu, lại là ngươi à? Lên xe đuổi theo. Sở trưởng, có đuổi theo không? Cấm miệng. Phạm tiên sinh, Phạm tiên sinh, sao vậy? Anh ấy... Sở trưởng đã phái người tìm tung tích của bọn chúng. Không đuổi theo được. Kẻ cầm đầu là Ngũ Dân Triệu. Chưa từng nghe danh của hắn à? Vậy cô cũng nên biết, một biệt hiệu trong quân thống là Lão Miêu chứ. Là hắn à? Người tập kích tổng bộ chúng ta năm ngoái. Không sai, chỗ thân quen. Ở hội Phục Hưng đã từng đánh nhau qua. Không ngờ chính hắn là người đón Phạm Trạch Châu.
điều tra tất cả bọn họ. Từng người. Đã hiểu. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lầu chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Ngũ Dân Triệu, chúng ta cứ chờ mà xem. Tôi không nói gì hết. Bọn chúng không lấy được thông tin gì. Tôi biết. Đừng nói nữa, giữ sức. Còn nữa, đây là Lý Chính Bạch. Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh. Lão đại, tiếp theo phải làm sao? Đi Vũ Hán. Vũ Hán. Vào đi. Chủ nhiệm, anh tìm tôi à? Lý Chính Bạch, cậu nhìn đi, đây là bản thảo cậu viết à? Đúng, tôi viết. Có vấn đề gì à? Có vấn đề gì hả? Nhật quân bại trận đảo A Đồ, thống trị kinh tế thời chiến sắp phải đối mặt với sự sụp đổ. Tôi hỏi cậu, đây là sao? Hôm qua toàn bộ đài phát thanh của quân Nhật đều báo quân phòng thủ ở đảo A Đồ đều dở trận. Sao vậy? Bậy bạ. Báo của Nhật quân, họ muốn tuyên truyền thế nào thì đó là chuyện của họ. Tổ quân đạo của sở truyền bá Nam Kinh hôm qua mới tới Vũ Hán. Bài này phát đi, người Nhật mà truy cứu xuống, tôi và cậu đều phải gánh lấy hậu quả. Ý của anh là nói tôi không được nói thật à? Cậu cũng phải phân biệt tình hình chứ. Năm đó cậu ở Thượng Hải sống không nổi. Nếu không phải nể mặt Phạm Trạch Châu nên cho cậu bát cơm ăn, cậu đã sớm chết rồi. Giờ chúng ta kiếm cơm dưới trướng của người Nhật, phải nhẫn nhịn, phải nói lời dễ nghe, có biết chưa? Thế thì viết không được. Không làm được thì cút. Tôi không làm nữa. Mấy người tìm nhầm chỗ rồi. Trong phòng này tự tôi còn không tìm được thứ gì đáng tiền. Đừng lãng phí thời gian nữa. Nhiều người quá nhỉ. Được, nếu các người thấy phòng này có gì quý giá thì cứ việc lấy. Đây là người mà chúng ta cần tìm à? Không sai chứ? Không đâu, địa chỉ không sai. Tên ngốc này đâu giống người làm kinh tế, còn không bằng lão tử. Tôi không sang thì tới cướp tôi làm gì? Nhảm nhí, lão tử tới thi hành nhiệm vụ. Cậu từng học trường đại học Kyoto à? Chuyện lâu quá tôi không còn nhớ nữa. Hình như là có. Đây là cậu viết. Thank you.
đưa tôi đi đâu? Bắt cóc tên nghèo như tôi, chẳng lấy được tiền chuộc đâu. Tôi làm việc cả ngày mệt mỏi, ngủ một chút, tới nơi thì gọi tôi dậy. Đây là đâu? Nguyệt Lan, chuyện còn lại giao cho cô. Sao lại đóng cửa chứ? Nào, anh trai, nhìn anh đúng là anh tuấn thiệt. Để tôi sửa soạn lại cho anh một chút, nhất định sẽ càng anh tuấn hơn. Cố làm ra vẻ. Đứng lại. Chẳng lẽ anh mong họ giàu à? Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Vào trong rửa mặt cho sạch trước đi. Cô muốn tôi giúp anh à? Không, không cần. Tôi thấy tên nhóc đó so với giáo sư Phạm khác nhau quá xa. Anh nói xem, Lương Tử nói thế nào nhỉ? Tôi hỏi cậu, nếu như mình cậu ở nhà đột nhiên có 4-5 người vào dẫn cậu đi, cậu sẽ làm gì? Chơi luôn chứ còn làm gì? Hổ Tử, cậu ngoài đánh nhau ra còn biết làm gì? Lão Tử chỉ biết đánh nhau thôi. Cậu gặp phải chuyện như vậy có thể bình tĩnh giống như anh ta không? Bình tĩnh? Anh ta mà bình tĩnh à? Tôi thấy không bị chọa đái ra quần thì là tên điên. Kẻ điên với thiên tài chỉ có một điểm không giống. Không giống chỗ nào? Thành công là thiên tài, thất bại là kẻ điên. Nhìn bộ dạng của anh ta thành công được à? Tôi thấy anh ta chính là kẻ điên. Lão đại, cậu hiểu rõ như vậy thì cậu làm cố vấn đi. Đại ca, anh biết tôi, một chữ bẻ đôi còn không biết, làm sao làm cố vấn chứ? Sao? Mấy anh sửa soạn tôi thành như vậy là để đánh bài à? Con người tôi thường không có sở thích gì nhiều, chỉ thích cá cược. Gần đây vận khí không tốt. Cậu nói cậu am hiểu kinh tế, còn tính nhẩm rất giỏi. Hôm nay tôi ra tiền, cậu giúp tôi chơi. Sao tôi phải nghe lời của anh?
Muốn sao cậu mới đồng ý? Vậy chúng ta giao dịch đi. Nếu hôm nay tôi giúp anh thắng được tiền, anh nói tôi biết, sao anh lại tìm tôi? Quyết định như vậy. Lương Tử, sòng bài này mỗi ngày thu được 600 vạn. Hôm nay cậu giúp tôi thắng một nửa là được. 300 vạn, anh điên à? Tôi không đùa. Nếu thắng đương nhiên tốt, còn thua cậu chết chắc. Đây là 10 vạn tiền xu. Chúc anh may mắn. Anh Lương, lấy đi. Thua là của anh đấy. Tôi đi cùng anh. Đi thôi. Lão đại, anh thật sự thấy tên này được à? Tôi không biết. Anh cũng không biết. Tôi đi uống một ly, cậu qua bên kia canh chừng. Tiên sinh thật ngại quá, thắng rồi. Đặt đi. Đặt đi, sao còn chưa đặt? Cho hỏi, tôi có thể ngồi đây chứ? Mời ngồi. Cảm ơn. Tiên sinh đi một mình à? Phải. Còn cô? Tôi cũng đi một mình. Trùng hợp vậy à? Nào, nếu đã như vậy, chúng ta cạn ly. Cô biết không? Cô rất giống một người mà tôi từng quen. Cô và cô ấy đều đẹp. Vẫn chưa nghĩ xong à? Lát nữa sợ không còn nhẫn nại được. Muốn cược cũng không cần nữa. Không còn sớm nữa, tôi phải đi trước. Có thời gian thì tới nhà tôi uống trà. Lúc này Vũ Dân Triệu, đảng viên đảng Cộng sản ngầm, ẩn náu trong quân thống, bắt buộc phải giấu đi nội tâm của mình. Cho dù là đối diện với vợ mình, cũng chỉ có thể nhìn vẻ đẹp của cô ấy. Tình báo bị lộ, phạm chết. Người mới chưa xác định được năng lực, chưa biết kế hoạch sẽ như thế nào. Gian thao lẫn lộn, khó phân địch ta. Chỉ nên âm thầm theo dõi, cần sự phối hợp khi cần. Sao tình báo lại lộ được chứ? Nội bộ quân thống quả nhiên có vấn đề. Mình phải mau chóng liên lạc tổ chức, phối hợp hành động của Dân Triệu. Hồng Kông. Mưa ở Hồng Kông thường xuyên liên tục kéo dài mấy ngày, hại chúng ta không tìm thấy dấu vết. Vào đi. Sở trưởng đã tìm được xe. Ở đâu? Mưa nhiều ngày, nước sông dâng lên, chiếc xe đó bị đẩy xuống hạ lưu. Trương Anh, cậu trách nhầm ông trời rồi. Nhưng mà, nói, xe đã được vớt lên, bên trong không có gì hết, chỉ phát hiện vết máu ở ghế sau xe. Phạm Trạch Châu từng nói với Lý Chính Bạch, việc gì cũng có quy luật. Lúc này Lý Chính Bạch hiểu được, nếu không thể tìm được quy luật thắng bại, sợ rằng bản thân cũng không qua được đêm nay.
Suzuki đã bị tiêu diệt. Cấp trên quân thống có khả năng cấu kết với số 76. Phải thật cẩn trọng. Sao vẫn chưa bắt đầu? Không biết. Đi tới đi lui, không chịu đặt cược. Tốt nhất hắn có năng lực. Lão đại, để tôi xuống xem. Chơi cái này đi. Bài hình người đều tính là 10. Nhà nào gần 21 điểm nhất thì thắng. Nếu hơn 21, tên này vòng mấy vòng cuối cùng cũng chịu chơi. Cho 21 điểm trong sòng bài, có tỷ lệ thắng thua gần bằng nhau nhất giữa nhà cái và khách chơi. Xem ra hắn cũng thông minh đấy. Đặt cược phạm vi lớn là đang quan sát đặc trưng quan trọng trong việc tính bài. Cậu xem, trước đó hắn đã quan sát hai người chia bài với hai kiểu các bài khác nhau. Kết quả hắn chọn người các bài thấp nhất, bàn họ Trương. Vậy anh nói xem, hắn chọn bàn họ Trương đó thì sẽ may mắn hơn à? 2, 3, 4, 5, 6 coi như số dương, 7, 8, 9 coi như không. Còn 10, bồi đầm giả ách thì gần như là âm. Cộng hết tất cả số lại, kết quả càng lớn. Chứng tỏ những lá bài được chia đa số là số nhỏ. Như vậy tỷ lệ nhà khách thắng sẽ càng lớn. Vừa rồi hắn đã quan sát rất lâu. Đồ 8, mau chia ra đi. Tiên sinh, ngài không được đụng vào lá bài trên bàn. Tên này may mắn thiệt. Đúng là may mắn. Tỷ lệ đặt cược và tỷ lệ chơi bài là hai chỉ tiêu lớn của hệ thống tính toán bài. Muốn thắng thì phải tính nhanh. Thứ hai là phải ghi nhớ được sách lược. Nguyệt Lan à, tôi thấy hình như không phải may mắn. Ở đây chờ đi. Tránh ra, tránh ra. Lão đại, ở đây. Tiểu đệ may mắn quá nhỉ. Sao rồi, thắng đủ chưa? Hình như vẫn còn hơi thiếu. Còn thiếu à? Được, chúng ta đổi chỗ. Tôi chơi với cậu. Ở đâu? Mời. Sở trưởng à, theo anh, bọn họ sẽ đi đâu? Trong lúc lão Miêu bọn chúng chạy trốn, Phạm Trạch Châu đã bị trúng đạn, chắc không chạy xa được.
bí mật chú ý tất cả các phòng khám, bệnh viện và nhà thuốc lớn nhỏ, những ai mua thuốc trị thương và tiêu viêm đều phải điều tra. Dạ hiểu. Lỡ như không có manh mối thì phải làm sao? Dẫn một kẻ bị thương, bọn họ không thể rời khỏi Hồng Kông. Trừ phi gì? Phạm Trạch Châu chết. Phía Tạc Âu có tin tức gì không? Vẫn chưa. Nếu như là một đấu một thì không cần phiền tới người chia bài. Cậu phát bài hay là tôi? Đặt cược đi. Tiểu đệ, nữa không? Hai mươi rồi, còn lấy nữa à? Điên rồi sao? Tôi thấy tên này cũng có chút hiểu biết. Hai mươi mốt điểm, đúng là có bản lĩnh. Thần kỳ thiệt. Cậu đúng là hên thiệt, tôi thích. Tôi rất thích.